Chào mọi người nha. Hôm nay lại phải quay lại với công việc hàng ngày thôi. Hôm nay mình sẽ phải đi sửa lại cái căn hộ cho thuê một chút. Khách mới trả, họ thuê lâu ngày quá nên là phải sửa lại một chút để cho đón khách mới. Đây là toàn thể cái căn hộ mà mình đang quản lý. Căn này thì view hướng ra biển. Biển đẹp nhỉ. Hỏng rồi, cái đấy hỏng rồi. Tí nữa phải sửa. À, không mở được cái máy giặt ra. Không mở được. Không mở được. Kiểu sao nhỉ? À, hôm nọ nó đang ấy, anh tắt điện thì có ra nên phải mở lại. Anh tắt hết điện đi rồi. Do là khách họ ở đây mới tháng, họ vừa mới chuyển đi cái đây mấy ngày. Mình phải sửa lại chút, ở lâu quá một số thứ nó cũ đi mới nó hỏng đi. Vừa rồi qua cái mùa mưa nữa. Nên là cái bức tường này nó bị thấm này. Cái chỗ này, cái này hướng ra biển nó bị thấm. Đấy, chắc phải sơn lại. Xử lý lại. Mở hết ra rồi, thoải mái rồi. Ui. Cái kia nó còn bị cong gãy. Nói chung là phải làm sửa lại nhiều thứ đấy. Điện gì? Số điện á? Tí nữa em xem này, anh xem là có những chỗ nào phải sửa không để mình còn đi mua sơn thì chắc phải mua sơn rồi. Không có cái gì hỏng rồi sai. Mọi thứ vẫn ok. Có anh xem rồi nhưng mà xem qua qua rồi đi. À, điện á? Không. Nó ở thêm có mấy ngày ấy, mình giỏi lắm mày, hết mấy chục nghìn như mấy mà. Thôi nó còn để lại mấy ngày cho mình mà, nó ở hết đâu. Ui, tủ lạnh phải lau lại bẩn lắm. Thôi à. Cái nào không tải được vứt đi. Thay khác dùng cả năm nay rồi. Vứt đi được rồi. Pin không lên, đi hết pin điện, hết pin. Rồi phải hết pin. Đây này xem tivi sao. Tải đang không xem tivi. À lên lên nữa. May mà mình có mang đồ nghề đi. Đây để sửa xem nào.
Em cầm em quay anh ơi. Cầm anh quay anh tháo này. Không cần. Cái này mang ra ngoài để đi đi mua mua khác thay. Cái này nó gãy rồi đâu gãy rồi tháo hết ra để thay cái mới. Có tí đi mua sơn, không biết hôm nay nó đã bán sơn chưa. Chắc là chỉ hỏng mỗi cái này, anh thấy hỏng mỗi cái này với này phải sơn lại thôi. Còn nhà cửa là vẫn ok đấy. Không thấy có cái gì hỏng cả, vẫn mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Phòng này là chúng ta cần phải sơn lại. Mình nghĩ là sơn lại hoàn toàn cái phòng này luôn. Mốc quá rồi. Bỏ rèm này xuống đã. Mua được sơn rồi. Màu không biết là có đúng không. Gần giống được. Bây giờ chúng ta tháo hết đồ đạc trên tường thứ ra để sơn lại. Đấy rồi. Hôm nay bó tay với cái giường này rồi em ạ. Chỉ có quét ra được thôi chứ không tháo ở đâu, nó gãy cái này rồi. Gãy cái ốc này rồi, không tháo được. Chịu rồi. Tí quét đi thôi. Bê luôn cái bàn này ra đi. Anh dây nhám tường sạch sẽ bắt đầu sơn lại được, bỏ hết cái bàn là bàn đĩa các kiểu đi. Nhân tiện tháo luôn cái rèm cửa phòng nhỏ bên cạnh này ra mang về giặt luôn. Phòng này vẫn còn đẹp lắm kìa. Chắc là chỉ cần giặt mỗi cái rèm này là xong thôi. Nó có hỏng cái gì đâu. Chứ anh thấy cái rèm này vẫn quá sạch luôn. Nhưng mà thôi cứ giặt luôn. Đâu ạ, mất công. Cả buổi sáng mới tháo được hết đồ đạc ra. Tháo hết mọi thứ ra để mang về vệ sinh. Chiều nay bắt đầu tiến hành sơn được.
Nói chung là đồ đạc tháo hết rồi. Thôi đi về đã, về ăn cơm đã. Xong rồi chiều lên sơn lại nhà. Và đồ đạc lại giặt rũ lại. Chắc ngày mai sẽ mang lên đây lắp à. Đi về đi em ơi. Quên gì nhỉ? Tắm mũ rồi chưa? Khẩu trang chưa? Đi thôi. Về thôi. Cơm đã. Cơm xong tính. Nói chung là ngày hôm nay cố gắng là ngày hôm nay làm xong. Để ngày mai bắt đầu lắp đồ. Bật chưa? Để lâu rồi chả bẩn. Tây ở mà toàn là sạch. Tây ở bản kinh này. Một cái ốc vít của cái gì nó rơi đây này. Xin là ốc vít. Cất đi. Thôi tắt làm gì, nó đang sấy mà kia. Tắt cái đèn trong kia. Tắt cho anh cái đèn này. Tắt cái điện nhà. Tắt mình nóng rồi. Thơm đấy. Thơm thơm đấy. Buổi chiều tiếp tục công việc. Giờ là phải nắp cái này không? Giờ này không tháo ra đây nè. Chỉ sơn được những cái phần không liên quan đến cái giường thôi. Mình định tháo ra nhưng mà cái ốc ở đây nó gãy mất rồi. Ok. Làm việc thôi. Chiều đang là mát, gió thổi rất mạnh. Nhưng chắc phải đóng cái cửa là rất khó.
gì đấy? Loại để cắm vào để nó trơn ấy. Ở bên dưới này thank you.
gió mát thế. Ở đây lúc nào cũng có gió ạ nhỉ. Tạm ổn chào các bạn. Chắc là sơn thì hiện tại chưa khô nên là nhìn chưa đẹp. Ngày mai thì chắc là nó sẽ khô. Bây giờ thì dọn tiếp những khác coi, phần sơn xong rồi. Sơn xong rồi bây giờ phải đi lau sàn. Vừa đấy sơn là nó bắn ra sàn ít. Lau bây giờ nó còn dễ lau chứ để ngày mai nó khô không lau được đâu. Đây này mấy chỗ trong này, mấy viên to to này. Đó, trên giường, trên thành giường kia có mấy giọt nữa này. Lau sạch đi. Mai tối nay là nó khô. Tối nay có khi mình cứ mở cửa là chắc không mưa đâu nhỉ. Trời này làm sao mưa được đúng không? Để tí xem dự báo thời tiết, nếu mà không mưa mở cửa ra cho nó nhanh khô. Đấy, xong phần sơn. Còn lại những cái chỗ tường mốc mốc ở ngoài này, lấy cái rẻ lau cái sạch. Không cần phải sơn lại đâu. Những cái chỗ mốc mốc này, nhẹ này. Đấy. Lấy cái rẻ ướt ướt lau cái sạch ngay. Thủy ạ. Lấy cái tường ngoài em lấy cái rẻ ướt em lau cái sạch ngay. Nó không bị mốc đen đi. Chuẩn bị đi về thôi, nấu cơm thôi. Mai làm tiếp. Ngày mai còn phải sửa cái cửa này. Còn gì nhỉ? Ngày mai sửa cái cửa với cái gì nữa nhỉ? Đây này, cái ống nước à? Cái bồn rửa bát à? Nó cũng chỉ nhiều lắm đâu, có sửa. Có chứ, mai mang keo silicone dán lại. Với lại mang nhớ mang chăn ga gối đệm lên để lồng nhỉ? Tí nữa xem có cái gì mang về mang hết đi nhá. Thế là mới dùng hết con lửa thùng sơn. Cất vào dưới gầm như lúc nào cần thì lại dùng. Cất cái thùng sơn này đi. Sau này mà cần thì lại sử dụng. Đấy, cho nó vào đây. Xem nào. Cất vào đây. Rồi. Bây giờ đi rửa cái chậu và cái cọ này. Lúc nào cần lại sử dụng. Chúng ta phải tiết kiệm các bạn. Ngày rửa đi vẫn tái sử dụng được. Chưa phải vứt đi đâu. Năm mới chúc cô mạnh khỏe nhá, gia đình an khang thịnh vượng nhá. Ôi thằng ông thằng Mỹ nó không ở nữa hả? Mỹ chuyển lên tầng trên rồi. À, cái này là cái nữa hả? À. Ừ, cái bên này. Hình như là bạn gái nó về quê nó có ở với một mình ở cái nhà này về to quá. Lại lên tầng trên. Thế có bảo thế, cháu không biết là lên tầng nào. Chắc nó chuyển lên cái phòng rẻ hơn cái gì? Vâng, chuyển lên phòng rẻ hơn đây. Phòng đây bữa hổng là anh cháu thêm bao nhiêu? Nó cho thuê 11 triệu tháng. Cái gì? Mất à? Không phải, xoáy hộp đấy. Không biết xoáy à? Xoáy ra, xoáy bây giờ lắp vào thì. Ừ. Ôi sao cái này lỏng léo thế? Ừ, cái gì lỏng lỏng đấy. Cái bên lắm này cho nó mất mắt đi rồi. Mang đồ. À, ở đây có đồ đây. Ôi, mai phải chế, tí nó phải chế cái để về nhà chế đó, chế cái đồ lắp ra. Cái vòi này phải chế đồ mới được. Thứ nhất là như thế, thứ hai nữa là em làm nào cái này lắp kiểu gì?
Nhưng mà cái này này, cái này bây giờ bị lỗi rồi. Đấy, như thế, cái này ở trong, cái này ở trong, cái này ở ngoài. À, như này. Ừ. Chế thì có cái gì quá. Nhưng mà cái này phải chế một cái miếng sắt ở dưới. Thì... nó bị chảy bé vì nó bị bẩn trong, nhưng mà phải tháo cái này. Ở dưới này này, nó bị nặng ở dưới này này. Đấy, to, nó chảy cái tè tè. Đấy, anh sửa. Chảy bé bé thôi, nhưng là chảy to rồi. Ở dưới này bị ấy rồi. Mai mà anh mang đồ đi đấy. Nhưng mà vẫn phải phải chế, anh mang, anh tháo cái này ra. Cái tối lại lên nhỉ? Mai, cái này mai tí nữa anh khoan vào nhà anh chế một cái miếng sắt. Đấy, mai đây chỉ việc lên nắp thôi. Hả? Em cứ dọn sạch đi. Anh tháo cái này đây. Do là ngày trước là nó làm cái bàn này, nó khoét cái lỗ to hơn cái này không? Bây giờ mình phải chế theo cái này một cái miếng to, là lắp vào đây là sẽ vừa. Tí về nhà chế. Phòng vẫn to này. Ui, nhiều tác bọn này hình như nó không dọn nhà sao nhỉ? Nhà có hai đứa gái mà sao không dọn nhỉ? Ui, rồi em đi ra đi. Ui, vừa dọn thế đấy. À. Muộn rồi, hai vợ chồng bây giờ đi về nhà nấu cơm, ăn cơm, tắm rửa rồi ngày mai đi làm tiếp. Kết thúc một ngày làm việc, nói chung là công việc hôm nay cũng gần xong rồi. Nhà sơn xong rồi thì chắc là ngày mai chỉ cần ấy thôi em nhỉ. Chỉ cần lồng chăn ga gối đệm các thứ thôi. Để lau chùi lại một số thứ là ok. Nước mưa đâu? Đấy, mẹ bây giờ mới nấu cơm. Con ra được ăn. Gần 7 giờ rồi. Có gì?